Đây cây là dong. Cái nóng quá sao nó héo chết hết nhỉ cái anh à. Bệnh. Đấy, gì? Đây là dong dùng để gói bánh chưng. Dạ, quay cái lá đẹp này. Quay khóm này xem. Cái này là dùng để gói bánh chưng này. Bánh do bánh dậm này. Gói rất là nhiều thứ cái lá này. Cây lá. Và đun lên để giá rượu mà anh nhỉ. Nhai thẳng luôn được. Đun được không đun thì nhai thẳng. Cái này à? Cả lá cả cuống. Nhai thẳng cả lá cả cuống để giá rượu á? Ừ, xay rượu nhai luôn. Cái này là để làm bánh chưng thì kiểu gì ăn được rồi. Khóm thế này. Nghe cái thân của nó là cái cuống của nó luôn. Gốc của nó này. Thực ra vừa rồi mẹ lấy về mẹ mới trồng ở đây mà. Trồng lâu chưa anh? Vài liệu thôi. Vừa trồng à? Vừa trồng thời gian này. Cái này ở trên rừng ở chỗ ẩm ướt mới có đấy. Còn lá thì nó mua ngoài. Không thì thế này tỉa dần ra rừng đằng sau kia là cũng có lá đấy. Cái này đi trồng là nhổ cả gốc đi trồng ấy nhỉ. Đây khóm này mới tốt. Này là to này đủ gói bánh chưng rồi. Làm bánh do bánh dậm. Làm bánh này, gói bánh do này, lá này gói bánh do này, gói bánh chưng này. Đặc biệt gốc cây nó này. Nhìn như cái giềng ấy nhỉ, nhưng mà không phải đâu. Cái này là cái cuống lá của nó luôn. Đặc biệt như thế này nó mọc từ dưới cái lớp luôn. Nó tự nhiên mắt. Nắng nghe gió mà anh. Gió tự nhiên vào mắt hết. Quạt nó hút đi. Chứ hù gió nó để cái này muốn trồng là phải đào cả gốc đi trồng nha. Nhà. Ơi. Vo sẵn rồi để gần vần để sẵn rồi. Siêu cái cho xuôi phát. Muốn trồng thì phải đào cả gốc đi trồng. Siêu cái xuôi để nguội. Xuôi nhanh như là 2 3 phút để xuôi. Cái này đặc điểm là chỗ ẩm ướt nhỉ. Càng ẩm ướt nó càng lên. Ẩm mới dâm thôi, nắng qua nó không lên. Ẩm mới dâm đúng rồi. Còn ở đây là xung quanh này là nó không ẩm ướt cho lắm. Nó không ẩm ướt cho lắm với không dâm. Nắng quá anh ạ, hình như nắng quá nó bệnh ra vậy này. Trắng ra rồi. Cái thân của nó là cái cuống lá luôn. Các bà chị anh em cứ gửi chúc mừng sinh nhật. Đây là dòng hôm nay năm ngoái mẹ trả lời đéo kịp
Ý à, có con sâu han nhá, vừa bị dính trưởng. Đây này, đây này. Ê, đây này, đây này. Uống nóng, uống nóng. Uống đá, thì đá, đường thêm đường. Mở cà phê không đường. Đây này, mình vừa động vừa cái con sâu han này. Ui, nhìn thế thôi này. Điếng hết, tê hết chân rồi. Đâu lúc vừa ngứa là lúc đâu, đâu đó. Sâu này độc lắm nhá. Sâu này. Em vừa động vừa đi vừa hoan mà. Lúc đầu định bảo là bớt ra lùi xuống kia một khóm để đây phòng lúc say rượu thôi. Giống dạng sau đi. Thì nó càng ngày càng to. Đẹp. Đúng rồi. Mẹ nó tới này dùng một hai gốc dây bí leo vào để ăn ngọn được kia. Leo vào bồ đào. Đây cái con sâu này rất là độc nha. Úi giời ơi. Năm ngoái dùng bí vào đấy được ăn mà, ăn ngọn mà. Leo vào đẹp lắm, bọn nào vào đấy. Dùng mấy hai gốc bí sâu han này. Đấy. Em vừa động vào đi phát ngứa, đỏ hết chân rồi. May lúc nãy còn ngó còn không động vào đi nhiều. Mùa này mùa sâu sữa nên phải cẩn thận. Khóm la rong. Cây này là ưa ẩm ướt thôi, ưa dâm thôi. Chỗ nào ẩm ướt mới nên. Cái này trồng đây cũng được nhưng lá nó không to cho lắm rồi nhỉ.